Chú ơi, cháu thấy Nga nó mạnh thế mà vẫn chưa nuốt được Ukraine. Chú phân tích tí. Cháu phải hiểu rằng là tuyên bố của Nga là họ làm gì cái chiến dịch này? Họ tuyên bố là họ bảo vệ dân, nói gốc dân gốc Nga và giá trị Nga ở bốn vùng ở khu vực Donbass. Điều mà chúng ta sẽ rất dễ nhận ra khi mà hỏi anh ơi lý do gì Mỹ nó xâm lược Việt Nam, thì chắc chắn là tất cả mọi người chúng ta đều hiểu là khi Mỹ đến Việt Nam đấy, nó xâm lược thì nó sẽ kèm theo những cái lý lẽ như là bảo vệ thế giới tự do, hay là chặn lòng làn sóng đỏ, rồi vì dân chủ nhân quyền, tất cả các kiểu ABC, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia khác. Bởi vì đơn giản là với những thằng xâm lược thì bao giờ nó cũng sẽ phải tạo ra một cái lý do, một cái lý lẽ làm sao để cho nó mát võng, để cho người khác không thể nhận ra được cái âm mưu thâm hiểm của những kẻ xâm lược. Đây là điều mà tất cả mọi người đều phải công nhận, đặc biệt là trong cái cuộc chiến Việt Nam, Mỹ nói rằng là đến để bảo vệ thế giới tự do, đến để chống lại làn sóng đỏ, chống lại cái nọ cái kia, tất cả mọi thứ. Các bạn có thể thấy là khi nói ra những lý do như vậy đấy, thì cái lực lượng bác que, lực lượng cờ vàng ấy, những bọn phản động rồi nó cãi lắm, nó không tin là Mỹ là kẻ xâm lược, cho nên là nó luôn luôn vẫn nói rằng Mỹ là không hề xâm lược, Mỹ không hề cướp một mảnh đất của ai, Mỹ đến đó để bảo vệ dân chủ nhân quyền, bảo vệ tự do, Mỹ đến đó là để ngăn chặn làn sóng đỏ đấy, bà que là vậy mà, bởi vì nó thân Mỹ. Thế nhưng mà có một điều mà đến bây giờ đấy, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy là khi bà que nói vậy thì bọn bò đỏ nó chửi kinh lắm. Thế nhưng mà khi mà nói về cái cuộc chiến Nga Ukraine đấy, là bọn bò đỏ cũng giống hệt bà que, nó cũng tin tất cả những lời mà ông Putin chia sẻ là nước Nga đến đó để phi phát xít hóa, để bảo vệ người Nga, người Ukraine nói tiếng Nga, nước Nga đến đó để phi quân sự hóa, nước Nga đến đó để ABC các kiểu. Thế nhưng mà bọn này nó còn cãi còn hăng hơn cả bò vàng. Bọn bò vàng thì nó chỉ nói rằng là nước Mỹ nó như thế và nó kiên định với điều đó. Nhưng mà bò đỏ khi đuối lý đấy, là nó quay ra nó bảo nước Nga không đánh thì để bọn NATO nó áp sát vào biên giới à? Không hiểu được là thế thì bây giờ tôi đang tính tính cách là nếu như mà tính theo cái vấn đề về triết học Mác Lênin ấy, suy xét con người, đánh giá con người thông qua triết học Mác Lênin, thì không biết là bò đỏ với bò vàng là giống nhau hay khác nhau luôn. Bởi vì là có thể sự vật sự việc có thể khác nhau nhưng bản chất là giống nhau, tức là nó ủng hộ ai thì nó cứ lúc nào nó ủng hộ đấy. Bò vàng thì nó ủng hộ Mỹ cho nên là nó tin lời Mỹ 100%, bò đỏ thì bây giờ tin lời Nga, cũng ủng hộ Nga 100%, thậm chí là cãi thuê cho Nga luôn. Mà thằng nào đứng lên mà mắng Nga cái nào nó quay ra là nó chửi là gì, là phản động. Nó có một cái sự giống nhau đến kỳ lạ giữa bò đỏ và bò vàng, giống nhau y hệt luôn, chắc có lẽ chỉ khác nhau cái màu. Thế thì bây giờ nếu như xét theo triết học Mác Lênin thì tôi đang tự hỏi là hai loại này có phải là một không, và tôi xin ý kiến của tất cả anh em đã xem video này, anh em để lại một cái comment, hãy so sánh bò đỏ và bò vàng xem sự giống nhau và khác nhau như thế nào, có thể quy chúng nó trở thành một hạng hay không. Ok, bye bye các bạn.